Bây giờ là 9 giờ rồi. 9 giờ là 2 phút rồi đó. Bây giờ đi vòng thử coi tới giờ nào ra nha. Ok, thôi giờ vô chợ đây. Ok, vô chợ này ha. Bây giờ đi xuống chỗ kem bên kia nha. Ok, anh em nhìn thấy đây, chỗ này á là nó bán mấy cái máy mà để cái thùng nước á, giống như cái thùng nước này nè. Anh em nhìn thấy nè. Máy để mấy thùng nước này, bỏ thùng vô đó, nhấn ra nước nóng, nước lạnh này kia đó. Thì anh em hỏi lần rồi là mấy cái máy này ở Mỹ nè, giống như nó bán khoảng bao nhiêu tiền một cái. Thì ở đây nó có nhiều loại lắm, cái máy bự một chút thì 160, còn nhỏ chút thì 157 đồng đó. Thấy không? Thấy cái giá này 157 đồng đó. Nhỏ một chút, còn bự chút thì 160, nó chục đồng 175 đồng. Máy này nó dày ha. Còn mà mấy cái bình mà anh em nói bình filter gì đó. Giống như đây nó có mấy cái bình dày nè. Bình dày ha. Rồi cái filter của nó là mấy cái này. Mua filter thì khoảng chừng mười mấy đồng. Bán hộp hộp vậy nè. Mở ra có filter loại nào theo loại đó, đổ nước cái lọc lại uống. Nó vậy đó. Cái filter của nó thì nó vậy. Nó hình cái kiểu là, ý là nó nói là clean này kia đó, nước này kia thì chở uống clean hơn đó. Nhiều loại khác nhau, mình coi với tự nhiên cái bình nào mình mua đó, có số trên đó, loại nào đó thì mua cái loại filter đó. Đây nó có sẵn nè. Cái này là cho cái này thôi. Còn đằng này thì nó kêu bằng nó bán cho mấy cái thùng nước này. Thùng nước này cất vô, đổ vô trong đó. Nóng lạnh này kia. Ở Việt Nam cũng có mấy này mà. Thì giá đây là 157 đồng, 175 đồng cũng có. Nó vậy nha. Cái nhỏ nhỏ để trong phòng đó. Còn này để ngoài phòng khách này kia. Đó để trong phòng. Hay là trên counter này kia. Cái này để ngay phòng khách này nọ. Cho anh em này kia đông người uống hơn. Ok. Còn đây là mấy cái tủ lạnh mà tủ lạnh nhỏ nhỏ đó. See this. Tủ lạnh nhỏ thôi. Nó bán 89 đồng một cái. Nó về bán 89 đồng một cái đó. Nó cũng có cái chỗ để cho mát này kia đây, rồi trên này là để đá này nọ. Có đầy đủ đây, nhỏ nhỏ vậy nè. Bán 89 đồng cái. Để trong phòng này kia vậy đó. Để làm biếng khỏi đi ra ngoài trước lấy nước. Anh em cũng hỏi luôn, ở Việt Nam mấy cái microwave mà có bán gì nè. Bán cũng mắc tiền lắm, nó không có rẻ này kia đó. Thì đây là microwave kiểu ở Mỹ ha. Nó bán giá này đó, là 49 đồng, 84 sen. Nó nhỏ nhỏ, nó không có bự ha, nó khoảng cái chừng 1 gan, 2 gan chút gì đó, đây nhỏ nhỏ thôi, nó không có bự. 49 đồng nha. Anh em hỏi mấy lần trước đó, ở Mỹ mà mình chạy xe đó, cái ghế xe của mình nó cũ quá rồi đó, có phải dục mua băng ghế khác hay không? Thì đa số là mua ghế băng ghế khác thì nó mất tiền ha. Mình lại ra đây là mình mua cái độ bao của cái ghế này, nó có nhiều loại khác nhau nè, thấy không? Đủ loại hết, bằng da, bằng này nọ tùm lum hết trơn à. Mình mua một cái rồi mình về mình gắn vô trong cái ghế của mình thôi. Nhiều loại khác nhau lắm. Này bán đầy hết trơn, đủ màu chân, bằng da, whatever mình thích đều có đây hết. Cho nên là mình mua nó mình bao ghế lại, khỏi có cần mua cái nguyên cái ghế khác, nó mất tiền lắm. Anh em nhìn thấy mấy cái này là biết cái gì không? Cái búa để làm gì không? Cái búa này đó, để có gì mình escape á, là mình trốn ra khỏi xe đó, khi chiếc xe mình bị kẹt chìa khóa trong hay là này nọ đó, thì mình có thể dùng cây búa này mình đập cái nó bể cửa kiến liền á. Thế mà nói là cây búa này đập cái là bể kiến đó. Bán rẻ rề 4 đồng 97 sen. Đây rồi không. Ở đây họ bán nhiều ghế lắm nè. Nhiều ghế khác nhau đó. Bự nhỏ đủ loại hết. Đủ giá tiền hết luôn. Nào là hai mấy đồng cũng có. Cho tới 30-40 đồng ha. Nhiều loại khác nhau đây. Có nhiều mấy cái ghế bự cũng quản luôn ha. Cái ghế này nó còn có thêm cái đồ để bên hông để nước này kia nữa. Cũng khu lắm. Nhìn mấy cái lạ lắm. Giống như cái này nè.
Cái này nó giống như chiếc xe này, thấy không? Anh em nhìn thấy cái này là để đồ lên đó để kéo ra ngoài cho câu cá đi qua phạt luôn á. Nó vậy. Nhìn cũng khô lắm nha. Còn giống như đây là cái ghế này là cái ghế kiểu mới nè. Anh em thấy không? Nó nhìn vậy đó. Người ta ngồi vậy nè. Ghế kiểu mới đó. Bán 34 đồng cái. Còn cái kiểu này đó. Nhìn giống như cái cocoon vậy đó. Làm tròn cho đứa nhỏ chui vô chổng ngồi luôn đó. Còn đây bán mấy cái võng nhiều lắm nè, rẻ rề à. 20 mấy đồng, 30 mấy đồng một cái, có trên 19 đồng nữa kìa. Mấy cái võng màu đó đó là 19 đồng đó. Mấy võng nè, đem ra ngoài phạt nó kêu mình văng nằm. Mình thì không thích nằm võng cho mấy ha. Nó giống như nhức đầu lắm, đung đưa đung đưa đung đưa. Còn đây là bán sleeping bag nha, nhiều loại khác nhau luôn. Sleeping bag rồi mấy cái giường này kia để nằm ngủ ngoài phạt á, đi camping này nọ đó. Ai thích nằm giường có thể mua mấy cái giường này, bán đây là 34 đồng một cái, có thể chứa nặng được 250 pound. Ai dưới hay là 150 pound mới mua nha, nặng hơn là không được đâu. Ở dưới này bán liều cái bự như vậy nè, cho đông người ở là 178 đồng. Nhiều loại khác nhau lắm. Mấy cái sleeping bag này có cái thì 8 đồng, có cái thì 10 mấy đồng cũng có, tùy theo nhỏ lớn. Rồi có cái loại mắc tiền lắm là này, 6 mấy đồng, 50 mấy, 4 mấy đồng đây. Giống như hiệu này. Hiệu này là 6 mấy đồng một cái. Nhưng mà nếu mà cần mà lạnh lắm kìa mới mua mấy cái này. Nó vậy, nếu mà đi múc lên trên núi á, lạnh này kia đó, 20 độ F này nọ thì mua cái này. Còn mà nóng quá mua cái này không có tốt không. Nó mất tiền là tùy theo cái hiệu và cái chịu lạnh nó như thế nào đó. Cái này cái vỏ ha. Vỏ này để mình đi camping lên trên ấy mình mua nó, mình bỏ đồ. Để lifetime warranty kia giữ tận. Giá bao nhiêu cũng không biết nữa. Cũng bự lắm nha, cái vỏ này bự à. Cả nhà thấy bự không? Bự trần trần nhìn. Đây bán nhiều vỏ khác nhau nè. Có cái 18 đồng, có cái thì 24 đồng, có cái thì 40 mấy đồng. Còn đây nè, anh em đố anh em cây này cái gì nè. Đã có bổng nè. Đây vô cô. Cây này là đây, em đi trên núi đó mình trống đó. Bán từ cây vậy đó. Không biết nhiêu tiền. Có bán một là cây bằng mũ. Cái bằng mũ vậy. Rồi khi nào mình cần mình tháo ra nó dài như vậy, cây bằng ngủ. Còn đó cây bằng cây. Nhìn cũng khô lắm ha. Bây giờ mình đang kiếm cái nồi đây. Ô, có cái này lạ lắm nè. Cái đồ đeo đó, đồ đeo ngang hông đó. Có để luôn một chai nước này kia. Để túi này kia trong đó. Cũng khô ha. Rất là khô. Nhìn cũng lạ lắm. Mình đang kiếm cái nồi nha. Kiếm cái ấm. Cái ấm để nấu nước camping. Như cái nồi. Trời, mấy cái ấm này nhìn xấu luôn á. Đây mấy cái ấm này. Mấy cái ấm hồi đó mình gặp đẹp lắm mà. Mấy ấm này xấu quá trời. Ấm này mà cho camping này hả trời. Camping ấm nè. 6 đồng cái ấm nha. Nhỏ quá nóng chết luôn. Cái này đựng được 10 cốc. Còn ấm này nhỏ hơn. Và nhìn xấu quá.
có mà nhìn xấu quá trời. Con này cái nồi ngâm khóa mà bự dữ vậy ta, quá trời bự luôn cái nồi này. Kiếm nồi nhỏ nhỏ. Ôi sẵn đây chiếu này cho anh em xem nè, mấy cái đồ ăn này đó là mấy đồ ăn khô, chỉ cần đổ nước vô thôi, đổ nước vô thành đồ ăn, bán đây là 8 đồng bọc á. Để em đi camping này kia đó, mình đói bụng này kia lên trên cao lấy ra đổ nước vô, nấu nước sôi đổ vô ăn thôi. Not bad. Giống như nó có nhiều tên đồ ăn cái gì gì trong đó đó. Cái này mà đói đói thì ăn lại thì được ha. Đây có bánh cà rem nữa. Đây rồi, cà rem. Để khô. Đói thì ăn đại được chứ I don't know, ăn đó quải thế bà. Còn này, cái này là để nướng bánh mì nè, anh em thấy không? Để vô trong này nướng bánh mì đó. Bỏ bánh mì ngay giữa, bỏ vô ngay giữa, bỏ ham rồi bỏ chi này kia, để vô đó nướng. Cái chỗ camping á mình để vô giống vậy nè, mình là cầm đây mình bỏ vô trong đó, để xuống gác nó nướng nào lấy ra, có tay cầm nè. It's ok, cái này cũng không khui cool lắm. Nồi không có, anh em nhìn thấy đây là toàn mấy cái đồ gas này kia không. Còn này chảo mười mấy đồng cái, 4 đồng cái. Không có phải là mất tiền, nhưng mà có một cái không có loại mình thích đây mới ác chứ. Cho anh em coi cái này mới là tái nè. Cái này là cái đồ mà để mà toilet á, để mình đi cầu tiêu á, đi cầu tiêu này kia đó, anh em thấy không? À, để vô cái toilet này kia. Sau khi đó có cái bọc ở giữa nè. Rồi để này coi cho kỹ nha. Cái này không? Làm gì? Có cái bọc ở giữa để mình đi cầu tiêu này kia vô trong đó rồi cuộc bọc lại đem dục. Để đi cầu tiêu nha. Còn cái này, cái này là để mình ngay chỗ lửa của mình đốt đó, rồi mình để treo nó lên. Cái này coi cũng được lắm ấy nha, cái này coi cũng được lắm, để coi coi được rồi mua cái này ha. Mua cái này ra ngoài tuần sau đó, tuần này là mình đi camping mình không có đi được. À, nó không có chỗ, tuần sau mình đi camping á sẽ có gì lấy ra xài luôn. Khô nha, not bad nha. Ok, bây giờ có người ta mở sẵn rồi nè, mình lấy mình coi thử ra sao nè. Rồi tháo ra nó tùm lum tới lai trong này. Nó kiểu như vậy nè, kiểu cũng có cái cây ở đây, chịu ở đây để treo đồ lên đây. Not bad đấy. Để thử coi như thế nào. Mua một cái, có gì ra ngoài đó chơi. Ok. Chắc chọn lấy cái hộp này dưới đi ha. Hộp dưới còn nguyên là chưa ai khui nè. Tới trên nó khui tùm lum hết trơn. Đây rồi. Kiểu nó về nha. Cây này dựng lên để bóp lửa này kia, đốt củi đó dựng ngay giữa. Đi camping ra ngoài xài. Tripod nè. Khu cái này mua ống nước treo nữa, hết sảy. Đi kiếm ống nước ha. Kiếm ống nước, cắm ống nước. Not bad nha. Not bad. Ok, giờ tạm ngừng, có gì kiếm ống nước rồi coi ở đâu rồi quay cho anh em coi nha. Chúng tôi quay vòng vòng rồi. Ở đây kiếm được cái này là cái hộp quẹt nè. Ngoài lửa đó. Ngoài lửa này kia. Tắm tắm xem. Ngồi luôn. Anh em thấy cái này không? Cái này anh em biết là cái gì không? Đồ uống nước á. Khi mà mình đi ở trên núi này kia đó, tới suối này kia mình khát nước mà mình không có đem bottle hoặc là hết nước nửa chừng đó, đem cái này ra mình uống. Cái này nè, để xuống nước uống luôn. Nó nói là nó có filter trong này, nó clean out cái water đó. Clean out kiểu như vậy nè, cái filter nó như vậy nè. Nó clean out sạch sẽ mấy cái đồ dơ này kia trong đó, mình có thể uống liền ngay lập tức. Khỏi nấu luôn. Đây rồi cậu.
Live store đó. Cool ha. Mấy này mấy cái dao, vừa là dao, vừa là cưa này kia luôn, tùm lum tà la trong này. Để chặt cây này kia đó. Búa này nè. Búa. Còn cây này á, là cái cây mà để người ta quẹt cho nó cháy lửa này kia đó. Anh em nhiều người không có thích chơi cái kiểu hụt quẹt, mà chơi kiểu này kiểu người xưa này kia, quẹt cho nó đã cháy này kia. Ok, mình chưa thấy được cái này là first aid nha. Để trong đó giống như băng tay này kia, lỡ cho máu này kia, mình có cái bự hơn. Bự hơn cái này nữa mình để trong xe. Lỡ in case mà đi đâu này kia bị cắt chảy máu tay này nọ có xài. Ok, mình chưa có thấy được cái what you call it, cái ấm nha. Ấm nước, đựng nước này kia. Nấu này kia. Để vô. Hai cái này là hai cái cây mà để trống đó. Nãy bên đó cũng có mà đó bị xúc tùm lum chân, cây này mới nè. Lần sau đi hiking này nọ, lên núi này nọ cần cây này. Khu ha. Còn đây mấy cái giỏ này nè. Hồi nãy chiếu mà quên chiếu này cho anh em xem. Cái giỏ này ở trong đó có luôn cái vòi nước này kia đó. Để mình uống này nọ. Đây nè. Quay qua đây cho xem nha. Giỏ này có luôn cái vòi nước nè. Để mình chạy xe đạp mình đeo cái vỏ nước phía sau mình uống luôn. Tiện á. Rồi có luôn cái đồ bơm bánh xe này kia, nhỏ nhỏ này kia. Lỡ in case bị xì này kia có đồ bơm bánh xe nhỏ nhỏ. Ok, anh em nhìn thấy ở đây nguyên vàng nha. Đây không phải là nệm nha. Không phải nệm nằm nhà nha. Nhưng mà nệm này cho đi camping là gần chút ha. Mấy cái này là nó thổi hơi lên ha. Nó thổi hơi lên khi mà mình tới chỗ camping mình thổi nó lên bỏ trong cái liều này kia nằm cho nó êm. Mình đây mình có mua cái đồ chải rồi, không có xài cái này ha. Đồ chải trong cái liều êm lắm. Chừng nào tới đó mình sẽ mở ra cho anh em xem. Tuần sau mới đi nha, tuần này không có đi, tuần sau mới đi. Đó nệm á để bỏ vô trong camping, đa số người ta bỏ nhà cũng có ha. Đây cái này để trong nhà, cái này để ở camping này kia. Ok. Còn đây nè, chiếu này cho anh em xem nè. Mấy cái này mấy cái cooler. Cooler này là đựng nước uống đó. Bỏ vô trong này nó được giữ trong này lạnh này kia. Nó như vậy. Mấy cái cooler nha. Ok, xách cái cooler này xuống cho anh em xem nè. Cái màu trắng nè, nó làm chắc trắng nhìn ghê lắm. Nặng luôn á, cứng luôn á. Nó vậy ha. Tháo nắp ra cũng khó lắm á. Đây là cái cooler nè. Giữ đoạn chưa, ở đây có cây thước để sẵn cho nè, anh em thấy không? Cây thước nè, kéo xích ra chút cây thước nè. Để gì mình câu cá đó, mình đo với tỷ như nó 12 in, in 13, 14 in gì đó, con cá để cho bắt á. Giờ cooler nó làm gì đó. Mấy cái này xịn xịn nó vậy nè. Chắc chắn lắm, mà không phải rẻ đâu nha. Cái này là tới 9 mấy đồng kìa, 7 mấy đồng một cái không đó. Còn mấy cái bèo bèo dưới này thì nhìn bèo lắm. Mấy cái này nhìn chắc chắn thêm ha. Nhưng mà nặng. Giống như cái này làm nhìn ngon không. Chỗ này nó có khu bia này kia nè. Anh em thấy không. Chỗ này nè. Khu bia này nó rất là cool. 86 đồng. Ok. Cũng xin nhắc lại, từ giờ chưa kiếm được cái nồi nào chứ. Ở đây không thấy có bán luôn. Tao mua hết trơn rồi. Có lẽ là đi chỗ khác quá. Ở đây họ có bán súng này kia nè ha. Súng đủ loại chân á, để bắn hơi này nọ tùm lum hết. Ở đây bán dao nè ha. Ở đây là đạn nha, đủ loại đạn ở trên đây. Đạn này kia cho mấy cái súng này kia, mấy cái dao này nọ ha. Chỗ này có phá cửa hết trơn á, khi nào cần mua loại nào nó mới nói nó. Có cái thì 20 mấy đồng một cây, có cái thì 28 đồng, 100 mấy đồng là súng phía trên nha, súng phía trên mắc hơn đó. Súng côn kia 49 đồng kìa. 29 đồng đây. Súng ống này kia đầy đủ luôn. Ok, thôi bây giờ đi ra tính tiền nha. Đây là những đồ mà mình sẽ mua nè. Mấy cây quẹt rồi tùm lum có ai dưới này nữa. Đây cái đồ ấy, từ nữa ra tới camping khui cho mọi người xem là cái gì luôn ha.
Ok, thôi bye bye nha. Có gì gặp sau nha, tối rồi. Giờ đã 10 giờ ngoài 11 giờ rồi. Bye bye. Anh em xem nè, bây giờ hồi nãy đi vô đông nghẹt nha, bây giờ đi ra còn xe mình còn mấy chiếc cây vắng tanh, không còn bao nhiêu hết. Hồi nãy vô đây đông nghẹt luôn, xe không có chỗ đậu, đậu mất ngoài. Giờ ở trong đi ra vắng tanh luôn. Ok, thôi bye bye, bỏ đồ vô xe này.